Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga mất bình tĩnh cho Ukraine. Sự thật về các sai lầm chính được hé lộ. Theo báo tin tức, phản ứng chậm của Nga có thể được giải thích qua nhiều nguyên nhân: thiếu chuẩn bị và lực lượng phản ứng nhanh, phụ thuộc quá mức vào pháo binh và thiếu thông tin chính xác. Những yếu tố này đã dẫn đến việc Nga không thể phản ứng kịp thời và hiệu quả với cuộc đột kích của Ukraine. Kênh truyền thông kỹ thuật số USA Today, usatoday.com, dẫn lời ba quan chức Mỹ ngày 15 tháng 8 cho biết, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk đã khiến Moscow bối rối, tuy phản ứng của Điện Kremlin trước sự kiện này bị đánh giá là chậm và chưa hiệu quả. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng này? Thứ nhất, thiếu chuẩn bị và lực lượng phản ứng nhanh. Theo các quan chức Mỹ, một trong những lý do chính khiến Nga phản ứng chậm chạp là do quân đội nước này thiếu chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Quân đội Nga dường như không có đủ lực lượng phản ứng nhanh có thể ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ như cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Ukraine. Trong khi quân đội Mỹ như Sư đoàn Không vận 82 được trang bị và huấn luyện để thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập cưỡng bức trên toàn cầu trong thời gian ngắn, Nga không có lực lượng tương tự để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả. Thứ hai, phụ thuộc lớn vào pháo binh. Nga đã sử dụng pháo binh rất tích cực trong suốt cuộc xung đột, đặc biệt là tại các khu vực chiến tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Tuy nhiên, trong phản ứng trước cuộc tấn công ở Kursk, Nga dường như không muốn sử dụng pháo hạng nặng để đẩy lùi quân Ukraine. Một lý do có thể là Nga không muốn gây thiệt hại quá lớn cho chính vùng lãnh thổ của mình, hoặc vì thiếu đạn pháo do đã bắn liên tục trong các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine. Thứ ba, thiếu thông tin và đánh giá chính xác. Một nguyên nhân khác là sự thiếu thông tin và đánh giá chính xác của chính quyền Nga về mục tiêu và quy mô của cuộc tấn công. Chính phủ Nga không phát hiện ra mục đích và quy mô của hành động quân sự mà Ukraine đang thực hiện. Điều này dẫn đến phản ứng không kịp thời và thiếu hiệu quả khi quân Ukraine đã chiếm đóng một phần lớn diện tích ở Kursk. Thứ tư, chiến lược bắt tù binh của Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk có thể có mục tiêu bắt giữ binh sĩ Nga để sử dụng trong các cuộc trao đổi tù binh. Hơn 3.000 tù binh Ukraine đã trở về nước trong các cuộc trao đổi và Ukraine có thể xem đây là một phần của chiến lược dài hạn để tăng cường lợi thế trong các cuộc đàm phán. Điều này có thể đã khiến Nga không kịp thời điều động lực lượng để đối phó hiệu quả với tình huống. Nga sẽ mạnh tay đến đâu sau khi Ukraine đột kích vào Kursk? Theo báo Người Lao Động, các nhà bình luận châu Âu đang tranh luận về cách Nga sẽ phản ứng về tình hình ở khu vực Kursk. Tờ Gazeta Wyborcza của Ba Lan lưu ý cho đến nay, Nga vẫn chưa triển khai bất kỳ lực lượng bộ binh nào về hướng Kursk. Gazeta Wyborcza viết, nếu mục tiêu là buộc Nga phải rút bớt các đơn vị khỏi các mặt trận ở Ukraine, thì điều này chưa đạt được. Ở Donbass, miền đông Ukraine, nơi tình hình khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine, số lượng các cuộc tấn công đã giảm, theo chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Zhdanov là giảm 30%, song quân đội Nga vẫn đang tiến quân đều đặn, ví dụ như gần Pokrov hoặc gần Chasivka. Tờ Gazeta Wyborcza dự đoán Nga sẽ có phản ứng cứng rắn. Trong khi đó, nữ ký giả Nga Julia Latinina giải thích trên tờ Echo lý do quân đội Nga chưa mạnh tay. Bà cho biết, cuộc tiến công vào khu vực Kursk là một thành công chiến thuật của Ukraine. Họ đã đạt được nhiều mục tiêu của mình. Nhưng theo tôi, nói rằng đã một tuần trôi qua và Tổng thống Putin vẫn chưa thể làm gì về điều đó là suy nghĩ sai lầm. Một con khủng long không thể quay đầu nhanh chóng. Quân đội Nga làm mọi thứ theo cách khác. Ít nhất thì bước tiến của Ukraine cũng rất mạo hiểm, nhà bình luận Maxim Yushin viết trên tờ Kommersant Nga. Ông Maxim Yushin nhận xét, các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng không nên quyết định dựa trên cảm xúc hay để thể hiện. Trong trường hợp này, rõ ràng Kiev đã thực hiện một bước đi rất mạo hiểm. Đồng quan điểm, tờ Handelsblatt của Đức lo ngại cuộc tấn công vùng Kursk có thể phản tác dụng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times của Anh, cuộc tiến công cho thấy Ukraine biết cách tận dụng tối đa viện trợ quân sự mà họ đang nhận được. Tờ báo nhận xét, Ukraine cũng đã học được rằng thành công trên thực địa là cách tốt nhất để thuyết phục các đồng minh quốc tế tăng cường viện trợ và thiết bị quân sự bằng cách thực hiện chiến dịch có vẻ như rất cơ động bằng xe bọc thép và phòng không do phương Tây cung cấp. Kiev gửi thông điệp rằng sự hỗ trợ như vậy không phải là vô ích. Theo hãng tin Reuters, Nga bắt đầu sơ tán thêm hàng ngàn người khỏi các khu vực biên giới vào ngày 15 tháng 8.
Diễn biến xảy ra sau khi Ukraine tuyên bố sẽ tiến sâu hơn trong một cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm buộc Moscow phải giảm tốc độ tiến quân dọc theo phần còn lại của chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 8 cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod lân cận của Nga và máy bay ném bom Sukhoi-34 đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo về các cuộc giao tranh dữ dội dọc theo mặt trận Ukraine. Đồng thời, bộ này cho biết quân đội Nga đã chiếm được các vị trí tốt hơn tại một số điểm. Kursk rung chuyển, Ukraine bắn hạ Su-34 của Nga, kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí tầm xa. Theo báo Vietnamnet, Tổng thống Zelensky nói rằng Kiev đang đạt được mục tiêu chiến lược trong chiến dịch đột kích biên giới. Ukraine tuyên bố bắn rơi một tiêm kích Su-34 của Nga ở vùng Kursk. Theo Pravda, trong ngày 14 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tiến công ở Kursk và đang đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua chiến dịch này. Tốc độ tiến công của chúng ta tại Kursk hôm nay rất tốt. Chúng ta đang đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Chúng ta cũng bổ sung thêm đáng kể tù binh cho các cuộc trao đổi sắp tới. Tôi cũng đã thảo luận với nội các về việc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự ở Kursk. Điều quan trọng nhất là Ukraine phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nhu cầu nhân đạo ở khu vực này. Ông Zelensky cho biết. Trong bình luận của mình, Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn các đơn vị tình báo Ukraine vì đã giúp cuộc đột kích diễn ra thuận lợi, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí tầm xa cho Kiev. Các UAV của Ukraine đang thể hiện đúng năng lực của chúng, nhưng có những điều mà UAV không thể làm được. Chúng tôi cần thêm các loại tên lửa tầm xa và hy vọng các đối tác sẽ cho phép Ukraine sử dụng chúng để tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, ông Zelensky nói thêm. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Kalimenko nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là lập một vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ tốt hơn cho các khu định cư biên giới của Ukraine, đặc biệt là vùng Sumy. Theo Kyiv Independent, trong ngày 14 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo về việc bắn rơi một tiêm kích Su-34 của Nga ở vùng Kursk. Trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu trong đêm, đơn vị phòng không của Ukraine đã phá hủy một máy bay Su-34 của Nga. Phía Ukraine cho biết, tuyên bố về việc bắn rơi tiêm kích Su-34 được Ukraine đưa ra sau khi có báo cáo về những vụ nổ xảy ra tại căn cứ không quân ở vùng Nizhny Novgorod của Nga. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin kể trên. Sau Kursk, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Belgorod. Ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại khu vực Belgorod giáp ranh với vùng Kursk vào hôm nay 15 tháng 8. Theo người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, ông Alexander Kurenkov, tình hình tại Belgorod vẫn phức tạp và căng thẳng. Do các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm vũ trang Ukraine tại khu vực Belgorod, nhà ở và các cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, có người dân thiệt mạng và bị thương, ông Kurenkov thông tin ngày 15 tháng 8. Đáng nói, Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Belgorod chỉ trước đó một ngày sau khi hứng chịu các đòn đánh liên tiếp từ lực lượng Ukraine. Cũng trong ngày 15 tháng 8, Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine trên bầu trời thành phố Lvov của vùng Kursk. Các mảnh vỡ rơi xuống làm hai người dân địa phương bị thương. Tuần trước, lãnh đạo vùng Kursk tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi xác nhận lực lượng Ukraine đã xâm nhập ít nhất 12 km vào lãnh thổ và chiếm được 28 thị trấn và làng mạc. Thiếu tướng Abti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Nga rằng lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Martinovka ở vùng Kursk. Ông Abti Alaudinov cho biết thêm, Ukraine không kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudza ở vùng Kursk như đã tuyên bố. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Alexander Sisky cho biết thị trấn biên giới Sudza của Liên bang Nga đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Kiev dự kiến sẽ tạo vùng đệm ở vùng Kursk. Ukraine đã triển khai chiến dịch xâm nhập qua biên giới vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Sau đó, Nga triển khai các biện pháp an ninh tại các tỉnh Kursk, Berian và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV.
Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.